Ý là con muốn làm hết tuần này là sang 2 tuần sau nữa là nó vào ngày 18 này. 18 nhưng mình xin nghỉ 10 ngày nó vào 28 rồi. Thì tháng này 31 ngày, 31 thôi, chủ nhật thì chỉ có 30 ngày thôi. Rồi rồi đi làm như này nữa nhỉ. Đấy, có mệt nó to nó xin giấy nghỉ như không? Mười hôm. Thế là cuối năm hết tuần này rồi, thì tới sau xin giấy phép nghỉ luôn đấy. Đây bạn đi lễ ở đâu? Chiều nay ở chùa với bà lễ mà. Lễ chùa nào? Chắc là chùa Chú Tiên bà sư vừa vào ấy. Đúng à, lấy lễ nhà, lễ nhà. Vâng. Đi cứ bằng lên chơi với bà Tha, chiều nay lên với bà chắc bà đi lễ thì bà có nhà nhưng mà lên. Bà ốm nặng lên, bà ốm vừa vừa lên bà có lấy gì không lên thì bà đi ấy vậy mà, bà đi khám vậy mà. Bà ốm nặng gì, 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 nặng chứ hôm nay mình lại 4 giờ lại cũng phải tối lên muộn. Vậy tối các bà ở đấy về thì mai anh chị đi bảo là đi ra đấy đó thì đây mai hôm mai sáng thứ hai đi chuyến sớm rồi anh chị bảo nhớ mệt quá rồi thôi chị lo chủ đấy nghỉ thêm ngày thứ hai tuần lễ xong muộn thì mình lấy đi. Bốn giờ lễ thì người có người ở lại nhà 8:30 mà hầu nhà nó bảo khổ lắm nó nấu cơm nó giặt giũ này con ăn này tối nó về dọn cơm hết rồi đó nó rồi về xong rồi sáng mai nó cũng phải bát đi rửa bát lấy thì sáng sau để sớm nó đã làm chưa cơm đó thì vậy chứ còn gì nữa cháu tưởng là mỗi bé con thôi chỉ huy chỉ đừng là xin phải thử cơm cho nó nữa chứ là chưa bé trẻ